Tuần tra hiện tại thì Ngân đang có mặt trước cửa nhà Hồng Loan live stream quay cho quý anh chị cô bác về tình hình buổi chiều tại nhà Hồng Loan thế nào nghe quý anh chị cô bác. Xin mời quý anh chị cô bác vào xem kênh Thiên Ngân Vlog nghe quý anh chị. Thiên Ngân Vlog đang có mặt tại nhà Hồng Loan buổi chiều nay nha quý anh chị. Chú Trấn với anh Khoa đang chuẩn bị bỏ khoai lang vào bao để giao cho shipper, giao cho khách nha quý anh chị. Mỹ mà bùm bùm với Mỹ nha quý anh chị. Giờ Mỹ Khoa với chú Trắng bỏ khoai lang bào bao đưa cho shipper giao cho khách nha quý anh chị. Anh em ở Yukovi quay trước cửa nhà Hồng Loan được chị Việt Kiều ở Nhật gửi tặng cho anh em mỗi người một phần khoai lang nha quý anh chị. Ai cũng có hết nghe quý anh chị. Anh Sang đang qua nhà, qua chớp bùm bùm nghe quý anh chị. Anh Sang đang qua chớp bùm 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 nghe quý anh chị. Gặp anh Hải trò chuyện nghe quý anh chị. Ở xe của anh quý anh chị. Sáng giờ chú Trắng tiếp khách mua hoa lan ủng hộ chị Hồng Loan đó quý anh chị. Sáng giờ chị Hồng Loan cũng chắc đi công chuyện rồi quý anh chị. Sáng giờ em thấy mấy cô này đây là bàn thờ chú Năm Chủ Lưng nha quý anh chị. Chắc sáng chị Hồng Loan đi công chuyện gì á, sáng giờ em thấy chị Hồng Loan quý anh chị. Hoa lan mấy bao luôn nha quý anh chị.
Dạ cảm ơn chị nhiều chị ơi. Cảm ơn chị Lê Minh ạ. Để anh em được khán giả fan một của chị Hồng Loan tặng cho mấy anh em du vi quay trước cửa nhà Hồng Loan đó với chị, mỗi người mỗi anh em một bực hoa lan bự lắm quý vị, 3 kg nha quý chị, 1 kg hoa lan là 45.000 nha quý anh chị. Đó. Buổi chiều quay rõ hơn buổi trưa nha quý anh chị, thông cảm nha. Cấp bung bung rồi nha quý anh chị, ở ngày giao khoai lang cho tiếp cơ để tiếp cơ giao cho khách rồi quý anh chị. Sáng giờ mấy ký khoai lang rồi đó quý anh chị, mấy ký khoai lang rồi đó quý anh chị. Sáng giờ shipper đi hoài luôn quý anh chị, lấy hàng lấy khoai lang giao cho khách không mà quý anh chị. Đó chị này mua rất là nhiều đồ nha quý anh chị. Dạ chào cô chị Long Phan mà Phan Long à, sang ủng hộ chị Hồng Loan mua mấy ký khoai lang nữa quý anh chị. Chị mình có đặt khoai lang không chị? 200 bộ nhiêu? Sáng giờ mua mấy ký khoai lang rồi đó quý anh chị. Khách mình tới rồi, shipper tới. Lấy khoai lang á. Những gì tăng cường với quý chị, tăng cường giao cho khách này quý chị. Và Khoa ra nói chuyện gáp để lấy khoa lan giao cho khách nè quý anh chị. Giá giờ rồi chợ An Trang với vợ chồng An Trang mua khoa lan mua ủng hộ cho chị Hồng Loan khoa lan nhiều lắm quý anh chị. An Trang Trang hợp đoàn quý anh chị. Khoai lang 10 ký nè quý chị. Có mấy chục ký rồi. Dạ cảm ơn chị chấm cô nghe. Của chị Phan ơi. Cô này mua vừa mua đồ ăn giặt với mua ủng hộ chị Hồng Loan khoai lang nha quý chị. Cảm ơn cô nhiều nha. Mua đồ giặt thì ông Loan với mua khoai lang luôn á quý chị. Cô này mua thường chuyên luôn á chị ơi. Cô này cũng mua luôn nha quý chị. Nói chung 301 của chị Hồng Loan mua rất là nhiều đồ nha quý chị. Con này mà thưởng thức đồ của chị Loan rồi mua lại nha quý anh chị, mua ăn lại nha. Ở Trần Trang ha, đứng đây nè. Anh này bỏ khoai lang vô bao nha quý anh chị. Nãy giờ chú Trắng chạy mọt về khoai lang lắm quý anh chị.
27.000 một ký nha, 47 45.000 một ký nha quý anh chị. Đúng không đại ca? Dạ đúng. 45.000 một ký nha, ăn nấu đỏ cũng nói thiên hình luôn nha. Nhớ tới quý anh chị. Hôm nay làm việc từ sáng mệt luôn đó quý anh chị. Vì đồng tiền mà quý anh chị. Vì đồng tiền ảnh cũng cực chán giờ. Ra mổ tay luôn đó quý anh chị. Đó ảnh đó, ngày sáng giờ một thực luôn. Dạ cảm ơn chị Huyền Nguyễn à. Mỗi khoai lang màu bao với chị bơm bơm với chị bùm bùm trong nhà với chị ở đây mỗi luôn khoai lang màu bao với chị bỏ vô thùng luôn nha quý chị. Thùng nặng lắm luôn. Đang về Bắc nha quý anh chị, về tỉnh Ngào luôn quý anh chị. Mấy ký luôn, 2 ký cũng có nha quý anh chị. 2 ký 90.000 nha quý anh chị. Đáng giờ chị Hồng Loan tiêu thụ hết mấy trăm ký rồi nha quý anh chị. 6 cái bao này quý anh chị. 6 bao này là 600 ký nha quý anh chị. Từng bực 2 ký cũng có, 9 3 ký cũng có nha quý anh chị. Này ăn áo đỏ ngày sáng giờ làm việc ngọt luôn quý anh chị. Đó, tủ lạnh ve con nè quý anh chị. Ve chuối. Đúng rồi chị ơi. Tăng này có ở ẩm cực trần á. Ẩn kêu anh Nguyên Vũ giúp với chị Hồng Loan giúp quý anh chị. Tăng này vâng ẩm cực trần quý anh chị 278 bộ 6 á. Tại ẩn không có bán hết, ẩn kêu chị Hồng Loan với anh Nguyên Vũ giúp khoai lang về các chú nông các cô chú nông dân ở Lâm Đồng Đà Lạt nha quý anh chị. Biết rồi chị ăn Hân ơi, sáng giờ chú khoai lang quá trời luôn nguyên khang. Anh Huy Trang ủng hộ mấy chục ký rồi nha quý anh chị. Chị này luôn bơm ẩm thịt trần luôn nha quý anh chị. Sáng giờ trời mệt luôn, mệt không có nghỉ luôn nha quý anh chị. Mình nghỉ hôm qua nha quý anh chị, rồi tiếp khách luôn nha quý anh chị. Ở chung quanh nhà chị Hồng Loan quý anh chị, xe của Huy Sang quý anh chị. Còn 3 ký mấy nữa là chị Hồng Loan shop chị Hồng Loan đóng cửa hay bơn nghe quý anh chị. Chú này tài xế con Huy Sang này quý anh chị. Tài xế Huy Sang quý anh chị. Thằng Châu bung nha quý anh chị. Ở đầu nạt ghê không quý anh chị. Ổ chục ổ dán luôn nha quý anh chị.
ngồi uống cà phê bố. Bả đâu rồi? Bả hôm nay có đi theo không? Bữa trước mặt bả một đống luôn. Tại sẽ ăn sáng núi dậu. Đội mừng với Phiên Ân quay tình hình cho quý anh chị coi nha. Nãy giờ quá trời luôn đó quý anh chị. Quý anh chị nhớ tới ủng hộ Phiên Ân cho chị Hồng Loan nha quý anh chị. Ăn bơn ẩm thật trần đem khoai lang qua nhờ chị Hồng Loan giúp với anh chị cô bác ơi. Ăn áo đỏ nãy là bơn ẩm thật trần với anh chị. Đem khoai lang nhờ chị Hồng Loan giúp bán giùm cô chú nông dân ở chân Lâm Đồng Đà Lạt hay quý anh chị. Trước khi ẩn đem khoai lang qua nhà chị Hồng Loan là đã gọi điện chị Hồng Loan Hồng từ lúc tối hôm qua rồi quý anh chị. Rồi chị Hồng Loan mới đồng rồi nói chuyện chị Hồng Loan rồi đồng Hồng Loan đồng ý rồi mới đem qua ở đây kêu gọi mọi người các cô anh chị cô bác gần xa ủng hộ khoai lang nha quý anh chị. Chú Trắng sáng giờ mệt lắm rồi quý anh chị, ra nghỉ ngơi nha quý anh chị. Chán chú Trắng mà nghỉ mệt làm mệt lắm rồi chứ. 600 kg khoai lang nha quý anh chị, một bao là 500, một bao 100 kg nha. Còn khoai lang quý anh chị. Tối sớm chị Hồng Loan đóng cửa lúc 8 giờ nha quý anh chị. Phạm Nhân đang nói chuyện với chú Trắng nè chứ. Bùm bùm ở đây là bên bàn thờ của chú Năm Vũ Linh nha quý anh chị. Hồi trưa nắng chói quá khi quay không có rõ nè quý anh chị thông cảm nha. Nhà khoa thẩm mỹ nè quý anh chị. Đầu đường sáng giờ chắc chị Hồng Loan đi công chuyện chưa về nha quý anh chị. Dạ em biết rồi chị Nguyễn ơi. Mấy anh em suốt ngày ở shop quán cà phê đối diện chị nhà chị Hồng Loan nha quý anh chị. Quay gà gà cho quý anh chị coi. Chú Trắng nha quý anh chị.
chiều bây giờ lúc 17 giờ 20 phút rồi nghe quý chị. 5 giờ rưỡi rồi nghe quý chị. Ba miền rồi. Con này ở bên dạ em biết rồi anh Tám ơi, anh Bà Tám ơi, dạ em biết rồi chị, anh Tám, anh Bà Tám, Nguyên Bà Tám. Bây giờ 5:30 nha, mặt trời chưa mọc chưa lặn nha quý anh chị. Thiên Hưng quay được nha quý anh chị. Nãy giờ mấy tiếp giao hàng tới nhà Hồng Loan lấy khoai lang giao cho khách nha quý anh chị. Thôi em với nó là em nói thật với anh Nguyên Tám, Nguyên Bà Tám nó với em cãi nhau từ lúc chồng của lần chùm bòm đi đám ma nghĩa chỉ trương khu có giờ hết nói chuyện với nó rồi nha. Em nói là kẻ thù nha, nói chuyện hạo nhân với thằng cưng ba miền thì được Nguyên Bà Tám. Em với thằng Tâm Triệt Phố là kẻ thù bữa trước vụ đám tang nghệ sĩ Khương Thu có chồng lần chùm bòm đi nha, nó cãi em này nọ, nó nói thằng đó không phải chồng của lần chùm bòm Nguyên Bà Tám. Em với Tâm Triệt Phố là kẻ thù nha, kẻ thù không đợi chờ chung với Nguyên Bà Tám. Anh nói em học hỏi thằng Tân Ba Miền với thằng Hạo Nhân quê gốc thì được, đừng có nói em học hỏi thằng Tâm Thị Phố. Em với nó là không đội chơi chung đâu. Đó bữa trước nó xúc phạm em, kêu em móc con mắt ra chồng con mắt khác, nói em phải chồng con mắt khác mới nhìn thấy rõ thằng chồng lần không phải chồng lần chồng bòm đi đám ma đâu, nó nói em vậy. Từ hôm đó nó chửi em đến giờ em bốc phốt nó rất là nhiều Nguyên Bà Tám. Nó ỉ nó có một tháng nó kiếm 200 triệu cưới 7 con vợ nha, ở mỗi chỗ một con vợ Nguyên Bà Tám. Anh đừng nói em về thằng Tâm Triệt Phố nữa, nói về thằng Hạo Nhân với thằng Tân Ba Miền thì em chấp nhận được, đừng nói về thằng Tâm Triệt Phố nha. Tâm Triệt Phố là với em là kẻ không đội trời chung, kẻ thù nha. Em nói đúng thôi, nó chửi em móc con mắt em ra, chồng con mắt khác, ông đuôi hả, ông đuôi hả, ông chồng con mắt khác đây, hằng ngày không phải chồng của lần chùm bòm đâu. Trong khi đó khán giả bên em nói em này là chồng của lần chùm bòm đi đám ma. Từ lúc đó đến giờ em với nó cả không hề nói chuyện luôn á. Thôi chỉ học hỏi Hạo Nhân với Tân Ba Miền thôi, không có học hỏi Tân Tâm Triệt Phố đâu nghe bạn. Coi với thằng Tâm Triệt Phố là kẻ thù không đội trừ chung luôn nha, 10 năm chưa trả thù được nha. Bạn nói học hỏi ai thì được, đừng nói học hỏi thằng Tâm Triệt Phố nha.
Nó với tôi là bà là kẻ thù không chọi trời chung luôn á. Tám kêu tôi học hỏi thằng Tâm 14 nè. Không, cái đó tôi nói đó mình biết được ký mình vô bằng lên phòng, kêu tay mình đỡ bọn thôi. Đúng rồi anh Hưng, em nói anh nói rất có lý anh. Học hỏi các anh em khác đừng học hỏi Tâm 14. Từ lúc em chưa làm Jacoby nó ghét em như con chó rồi á. Ở anh Khang qua quán cà phê uống cà phê với chú tài xế nha quý chị. Em không có nói về Tâm Chịu Phố đâu, tại anh Nguyên Y Nguyên nói em học hỏi Tâm Chịu Phố cho nên nói cho quý anh chị biết vậy thôi. Có anh có anh này có để cha có ngẫm thật chân hả? Phải ăn bưng ẩm thật trần không? Ờ, ăn bưng ẩm thật trần á quý anh chị. Đúng rồi á quý anh chị. Đó, chú này tài xế của anh Khang rồi quý anh chị. Dạ em nghe là anh Cúc Hân nhận á. Học hỏi hạo nhân thì được nè. Đó. Nó không có chửi anh em như thằng Tâm Chị Phố. Nó bỏ ăn thằng kia, bên thằng kia thì anh không muốn nói ra thôi. Đó, rất là nhiều nha, Ba Lan nha quý anh chị. Lúc em vô nghề Jacoby có ai chỉ em không? Chỉ có anh Hà Dân với anh Quang Vlog với Hạo Nhân chỉ cho em thôi à. Tâm Chịu Phố có lần có chỉ em không? Có giúp đỡ em gì không? Mà nói em học hỏi thằng Tâm Chịu Phố. Nó còn chửi em nữa. Em dám làm dám chịu à. Em có đổ khờ ai đâu. Em với nó không đậu trù chung luôn á. Hồi lúc em được bật kiếm tiền nó có giúp đỡ gì em không quý anh chị cô bác? Nó biết kiếm tiền lo chứ 7 8 con vợ của nó ở mỗi chỗ mỗi quận có một chỗ con vợ thôi. Với 10 đứa con lận. Nó lo bản thân nó chưa xong nó lo cho em.
đó, lúc em được bật kênh kiếm tiền nó có giúp em không? Lúc lúc em khó khăn nó đủ thứ mọi chuyện nó có tiếng kêu gọi giúp đỡ em không? Hỏi mấy anh chị vậy á, nó làm lơ, nó chỉ biết tiền vô túi nó lo 7 con vợ 15 đứa con của nó. Mỗi một quận 5 Trùm Phú một con à, quận 3 một con à, quận 4 một con à, quận 2 một con à. Đừng nói em học hỏi công chị phó kệ em cha nó đi. Đừng có nhắc công chị phó đây. Em khù ghi ai lắm. Nói về ăn Hà Dân quan lốc với nhịp sống Hình Đô, nhịp sống dòng trực kiện thì được. Học hỏi mấy người đó thì được. Còn đừng nói em học hỏi công chị phố. Học hỏi công chị phố chỉ có nước là chung thôi. Thôi chút xíu. Này nè, đó vậy đó. Cả nhà qua nói chuyện cho cả nhà nghe xuống. Dạ. Bật máy lên, bật máy lên, cắm giữ chân máy lên mà. Em mến chào quý cô chú anh chị ha. Em là Quang Vlog ở trên kênh của Thiên Ân Vlog nha quý cô chú anh chị. Thì em cũng đính chính là một tí xíu việc là do Thiên Ân thì đôi khi thì những anh em quay chung với nhau cũng có một tí tiếng, nhưng mà không đến nỗi nào phải anh Tâm xì phố như vậy, thì em cũng xin đính chính lại cho cả nhà mình luôn ha. Thực sự chuyện đời tư của anh Tâm thì anh Tâm chỉ có một vợ một con thôi quý cô chú anh chị. Do mấy anh em ngồi nói chuyện vui vẻ thì không biết là ai mà vẽ vời ra cái vấn đề là Tâm là thế này thế nọ, thì em cũng biết, nhưng mà em cũng đính chính lại trên đường like của Thiên Ân để cả nhà mình hiểu thêm. Thì Tâm cũng đã tới nhà của chị Hồng Loan từ cái ngày đầu mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mất Di Quang về trên Hoa Viên Bình Dương cho tới bây giờ. Là Tâm là một cái người mà để chia sẻ nhiều nhất đó. Thì song song bên cạnh đó thì em là Quang Vlog cũng rất là tôn trọng Tâm, cho nên là em cũng lên một cái đường like của Thiên Ân, em cũng tới cả nhà mình luôn. Thì thực sự là Tâm như thế nào thì anh em của tụi em cũng rất hiểu rõ, cũng rất là nhiệt tình, rất là yêu quý những anh em. Thì cả nhà cũng yêu quý và cũng ủng hộ kênh của Thiên Ân, tại vì đôi khi Thiên Ân cũng có đôi lời bức xúc, cho nên là lên nói những cái câu từ nó không có hay thì cả nhà cũng yêu quý và bỏ qua chứ đừng có suy nghĩ gì hết. Còn vấn đề về Tâm á, thì tôi, những anh em của tôi em hiểu rất rõ, Tâm thì với anh em rất là tương thân tương ái thì cũng không có vấn đề gì hết cả nhà, cho nên thì em cũng xin phép nói tới đây thôi ha cả nhà. Hồng Loan đang chuẩn bị qua shop buôn buôn nha quý anh chị. Đi nghỉ trưa ăn cơm trưa rồi nha quý anh chị.
ở Hồng Loan à. Hồng Loan chuẩn bị qua chớp buông buông nha quý anh chị. À, đông anh em quá khi ngân nói không chuyện không được nha quý anh chị. Hồng Loan qua đang chuẩn bị qua chớp buông buông nha. Chị Hồng Loan đang qua chất buông buông nữa chị. Qua chớp kia rồi, chị Loan qua chớp kia rồi nè quý anh chị, qua gặp anh Hải nè quý anh chị. Anh em bảo vệ nhà chị ở khác này mua khoai lang quá trời luôn nè quý anh chị.
ở chị Hồng Loan qua gặp anh Hải quý anh chị, còn ở đây là Khoa với Mỹ Mỹ Bùm 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 Phương phục vụ khách hàng mua khoai lang nha quý anh chị. Dạ biết rồi chị nhà máy Phụng ơi. Tính của Khiên Ân là rất khù dai lắm quý anh chị, dù dù Khiên Ân nghèo hay giàu có sau này Khiên Ân cũng trả khù quý anh chị. Tại nó xúc phạm Khiên Ân mà. Nó kêu Khiên Ân mỏ móc con mắt Khiên Ân ra. Anh em gì mà kỳ cục á, không giúp đỡ lẫn nhau, kêu móc mắt ra gắn móc khác. Thằng đó không phải chồng lần chồng bòm. Nó nói vậy với Khiên Ân vậy á, do Khiên Ân căm thù á. Chị Hồng Loan mới đi qua shop buôn buôn nha quý anh chị. Shop buôn buôn để gặp Hải coi coi Hải buôn bán ra sao nha quý anh chị. Tại sáng giờ chị Hồng Loan mệt với tiếp khách nhiều với cái công chuyện bên hai mẹ con về chú với con ăn chùm bòm khưa kiện nha quý anh chị. Và chị Hồng Loan về ngủ trưa, ăn cơm trưa ngủ chân lầu đến giờ này luôn nha quý anh chị. Mọi việc là giao chú Trắng Mỹ Mỹ Bùm 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 Phương Bùm Khoa làm hết nha quý anh chị. Hiện tại Khiên Ân đang trước quán cà phê trước cửa nhà chị Hồng Loan nha quý anh chị. Ở đồ đạc của dê co dê chúa quý anh chị. Tối chấp Hồng Loan cho ra dài nha quý anh chị cô bác. Đó, hiện tại chị Hồng Loan đang đang có mặt chấp buôn buôn chi nhánh 506 Trường Sa phường 2 quận Phú Nhuận để coi tình hình buôn bán thế nào nha quý anh chị. Sáng giờ khi ngân vlog là khách hàng tới chấp buôn buôn mua rất là nhiều đồ như túi sách nè, bóp nè, dây nhật nè, nón cá sấu nha quý anh chị, rất là nhiều nha. Sáng một đống luôn nha quý anh chị, một từ lúc 8 giờ đến 12 giờ là nhiều quý khách tới mua hàng ủng hộ chị Hồng Loan tại shop buôn buôn nha quý anh chị. Ở sáng giờ sáng giờ nát nữa Khiên Ân qua shop buồn buồn shop buôn buôn quay cho quý anh chị coi chị Hồng Loan với anh Hải đang kiểm tra hàng hóa bên shop buôn buôn nha quý anh chị. Ở đây nát nữa khoảng 7 giờ chị Hồng Loan, 7 giờ 7 rưỡi chị Hồng Loan nghỉ rồi nha quý anh chị.
Dạ em cảm ơn chị Trúc Hồ ơi, đã nhận được 2 kg khoai lang của Tâm Thị Phố gửi rồi chị. Lại nãy khi ăn vlog kêu Thiên nói Thiên Ân bỏ qua mọi chuyện đó quý anh chị. Mấy anh em Vukovi như Quang Vlog nè, Hà Dương Vlog nè, dòng sự kiện kêu Thiên Ân Vlog bỏ qua mọi chuyện cũ, vụ đám ma của nghệ sĩ Xuân Thu vì vợ của chú Kim Tử Long quý anh chị. Theo cho nên Thiên Ân Vlog bỏ qua hết, nghe lời anh em Vukovi quay trước cửa nhà luôn, bỏ qua chuyện đó đi hết, không có nhắc lại. Ở Tâm Thị Phố nhiều người muốn ghét nó lắm, tại chưa muốn nói thôi cho quý anh chị biết thôi, không phải một mình Thiên Ân Vlog ghét đâu, cả chị Phương Lê ghét luôn á. Bây giờ không có nói chuyện cũ nữa, tập trung quay trước nhà Hồng Loan cho quý anh chị cô bác thêm thôi. Còn chuyện nó chửi thì con nó, vợ con nó gắn nghiệp ra đường che cán rồi xong, Thiên Ân nói vậy thôi. Thiên Ân cũng nói với nó tử tế lắm, nói ông không quay thì để người ta quay, ông chửi người ta làm chi. Nó còn nói Thiên Ân là coi thích chửi ông á. Tâm Thị Phố nói vậy, như nói chửi, nói với Thiên Ân như vậy ai cũng nghe hết á quý anh chị cô bác. Bây giờ Thiên Ân Vlog không nhắc chuyện đó, Thiên Ân đã hứa mấy anh em Vukovi trước cửa nhà Hồng Loan rồi, không nói về hàng đó nữa. Tại ăn y nguyên mà tám kêu Thiên Ân học hỏi thằng Tâm Thị Phố rồi, thiếu gì cơn học hỏi như Minh Nguyễn nè, Hà Dương Vlog nè, Quang Vlog nè, dòng sự kiện nè, học hỏi làm chi. Có một ngày Thiên Ân Vlog mời mấy ăn lớn như Hà Dương Vlog nè, Quang Vlog nè, dòng sự kiện có nhà trọ Thiên Ân quay một clip để cho quý anh chị cô bác cộng đồng mạng biết cuộc sống Thiên Ân thế nào nha quý anh chị. Từ đây đến khoảng thứ ba nha quý anh chị, để mà Thiên Ân Vlog mời mấy ăn em Vukovi như Hà Dương Vlog, Quang Vlog với dòng sự kiện có nhà trọ Thiên Ân ở quận 8, đường Bến Phú Định, phường 16, quận 8, quay cho quay ở nhà trọ quay cho quý anh chị cô bác gần xa biết cuộc sống Thiên Ân thế nào nha quý anh chị. Hồi chiều mấy anh em đó đã phỏng vấn và quay cho Thiên Ân một clip rồi đó quý anh chị. Xin mời quý anh chị vào clip Hà Dương Vlog với Quang Vlog nghe mấy anh có hỏi Thiên Ân rồi Thiên Ân trả lời cho quý anh chị coi đó quý anh chị. Xin mời quý anh chị vô kênh Hà Dương Vlog với Quang Vlog với dòng sự kiện đã làm cho Thiên Ân một clip về nói về hoàn cảnh Thiên Ân lúc tại sao Thiên Tiền ăn Nguyên Vũ quý anh chị, cho quý anh chị cô bác thường sao biết à. À, cảm ơn chị Trúc Hồ, chị đã khuyên em nghe lời mấy anh chị cô bác gần xa ở trên này, em bỏ qua chuyện Tâm Thị Phố. Nếu thằng đó chơi em một lần nữa, chửi em lần nữa, em cho nó một cây ba chắc vô đầu, em nói thiệt, em nói em làm á. Bây giờ em bỏ qua hết mọi chuyện á, nghe lời mấy anh chị cô bác trên này với mấy anh em Vukovi
chức quay trước cửa nhà ông Long bỏ chuyện đó, còn nó còn kiếm chuyện em nữa thì em sẽ cho nó một gậy, cho vợ con nó đi tiễn, đưa tiễn nó về Bình Nguyên Hòa luôn. Em nói em làm á. Ngay em nghe lời mấy anh em Jacobi quay trước cửa nhà Hồng Loan với mấy anh chị cô bác trên cộng đồng mạng với trên livestream của em bỏ qua hết mọi chuyện của thằng Tâm Thiệp Hố. Nó còn kiếm chuyện em đi rồi nó sẽ biết tay em thế nào. Tại em không muốn dính tới pháp luật thôi. Em đã đi một khóa rồi. Em không có sợ đâu. Hiện tại anh cha em trai của ông Phương đi giao khoai lang cho khách hàng ở các quận huyện khác nha quý anh chị. Em trai của ông Phương đi giao hàng các quận huyện khác nha quý anh chị. Cắt tới tấp nập luôn nha quý anh chị. Hôm nay chắc chị Thảo không có qua rồi, chị Trang qua. Đúng rồi, chị Trang qua. Chị Thảo chắc đi công chuyện rồi quý anh chị ơi. Khách tới ủng hộ khoai lang của chị Hồng Loan rồi quý anh chị. Chị này mua quá trời mua nước yến luôn rồi quý anh chị. Khoai lang 5 kg nha quý anh chị, 5 kg 200 mấy nha quý anh chị, 220 nha quý anh chị, 225 ngàn nha quý anh chị ơi. Tổng cộng hết tất cả 1,000,000 nha quý anh chị. 4 hộp nước yến loại 250 nha quý anh chị. Chị này mua quá trời mua luôn nha quý anh chị. Hiện giờ hát nữa em qua shop buôn quay cho quý anh chị coi Hồng Long bên bở làm gì nha quý anh chị. Khách này cũng tới mua khoai lang luôn nha quý anh chị. Hai cô mua khoai lang với mua cơm cháy chà bông nha quý anh chị. Cô đi chiếc kia với quý anh chị. Cô đi chiếc kia mua quá trời luôn nha quý anh chị. Cảm ơn chị Phụng Võ. Chị cũng vậy nha, chị Phụng Võ. Lát nữa khi ăn qua shop buôn buôn để quay cho quý anh chị coi Hồng Loan qua bên bển làm gì nha quý anh chị. Nhịp sống thần đồ đã qua shop buôn buôn quay rồi nè quý anh chị. Còn hai tiếng nữa là shop ăn giặt của chị Hồng Loan đóng cửa nè quý anh chị. Bây giờ 6 giờ rồi nè quý anh chị, 18 giờ rồi nè quý anh chị. Khỏe không Cam Phạm?
Dạ cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Văn Khế ạ. Em ăn cơm chưa Khám Phạm? Vậy hả? Mai em được nghỉ không? Hay đi làm nữa? Rồi, yêu em nhiều lắm. Hôm qua pha của hâm mộ của anh Chí Cảnh gửi cho khi 1.3 triệu để dần mua sữa cho con quý anh chị. Cảm ơn em Trâm nha. Cảm ơn em rất nhiều nha em. Ờ, anh này cũng mua khoai lang với mua đồ cho chị Hồng Loan nha quý anh chị. Lê Lâm Ngọc Họ em. Lê Lâm Ngọc Họ. Vô ơi bút của anh Lê Lâm Ngọc Họ. Có hừng Phật Cổ Như Lai á, Phật A Di Đà là cơn của em á, cơn của anh á em, Cam Phạm. Lê Lâm Ngọc Họ nha. Rồi bây giờ đứng một chỗ rồi. Chào, chào ông chị qua khách buôn buôn. Có Hồng Long bên bản á. Tại khi anh đi quay chung quanh cho quý anh chị cô bác gần xa biết nha quý anh chị. Đó, hồi chiều khi anh vlog được mấy anh em chú cô Vi làm clip kể về hoàn cảnh của khi anh rồi khi anh sẽ đã hẹn mấy anh em đó như Hà Dương vlog với Quang vlog với dòng sự kiện có sẽ tới nhà. Nhà trọ khi ngân để quan sát và nắm bắt tình hình và theo dõi và có thật sự khi ngân và vợ khi ngân có khó khăn không để mấy anh em đó kêu gọi đóng giúp đỡ cho khi ngân quý chị cô bác. Dạ em chào chị Buông à. Giữ giùm coi đi. Coi đi mua. Thì ngân đi mua cơm ăn quý anh chị.
mày hay nuôi. Bành cái chân nó ra. Hả? Bành cái chân nó ra. Mày hay nuôi. Cái gì mà? Nuôi à? Mày đi.
Khi Ngân mới đi ăn cơm về với anh chị, rồi khi Ngân qua shop Hồng Loan chi nhánh 2 số 506 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, quay cho quý anh chị nha. Hiện tại chị Hồng Loan đang ở shop Buôn Buôn nha quý anh chị. Khi Ngân đang chuẩn bị qua nghe quý anh chị, khi Ngân mới đi ăn cơm về đó quý anh chị. Thì Ngân đang chuẩn bị qua shop Buôn Buôn nha quý anh chị. Chị Hồng Loan đang tiếp khách ở bên bển nha quý anh chị. Đúng rồi Hồng Mai Lâm ơi, cảm ơn nhiều nha. Khi Ngân đang qua shop Buôn Buôn quay cho quý anh chị coi nha. Bây giờ Thiên Ngân đi đường khác cho quý anh chị coi nha. Quẹo vô đường Phan Thiết Long nè, là có chỗ hoa đào hoa phượng, là cần đường của quận Phú Nhuận nha quý anh chị, là có bờ kè Trường Sa nha quý anh chị. Shop Buôn Buôn chi nhánh 506 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận nha quý anh chị. Chị Hồng Loan đang bưng bẩn với mấy anh em nhịp sống thần đô bưng bẩn nha quý anh chị, với anh Nhi Ngọc Nhi vô lốc nha quý anh chị, với ăn Giàu Thiện bưng bẩn nha, Dung Nguyễn luôn nha quý anh chị. Đường Phan Thiết Long nha quý anh chị. Quẹo đây, quẹo ngã tư là tới đường Trường Sa rồi nha quý anh chị. Đường này đường Hoa Phượng nha quý anh chị, quận Phú Nhuận nha quý anh chị, phường 2 quận Phú Nhuận nha.
cái Hương đang có mặt tại đường Trường Sa nữa quý vị. Tới shop buôn buôn rồi nha quý chị. Anh em cúp trực shop buôn buôn rồi, rất là đông nha quý chị. Có ăn Huy Trang nè, có ăn Giàu Thiện nè. Đó, shop buôn buôn nha quý chị. À, rất là nhiều khách tới mua đồ nha quý chị. Shop buôn buôn nha quý chị. Rất là nhiều khách tới mua đồ nha. Chúc lên bố ơi, chúc lên chút xíu. Rồi. Shop buôn buôn nha quý chị. Quay ai lâu rồi, ai nấy rồi luôn hả? Đó, chấp buông buông nha mấy chị. Đó, giờ rõ nha mấy chị ơi. Chị Đồng Loan bưng bẩn nha quý anh chị. Chị Đồng Loan chân lầu nha quý anh chị. Chơi chị Đồng Loan nha quý anh chị. Chơi khách nha quý anh chị. Bán mặt hàng đủ thứ nha quý anh chị. Ủa trước nó đeo không? Nó giống giật, đeo giống không biết chó. Trang ốc không mà ở điện thủ không? Giống đeo gì không biết chó. Tại Thiên Ân không có gắn quý anh chị ơi. Thiên Ân không có quay bình thường như 8 phút 10 phút được. Tại Thiên Ân còn lo việc của Thiên Ân, công cuộc sống của Thiên Ân nữa quý anh chị, không phải giống như mấy anh em khác đâu quý anh chị. Mong quý anh chị thông cảm Thiên Ân dụ không có quay được 8 phút 10 phút nha. Chừng nào Thiên Ân vlog gắn mới quay được nha quý anh chị. Còn không gắn là livestream cho quý anh chị vào coi nha. Chết thành ra nữa quý anh chị. Chạy đường không? Chạy đường không? Chạy đường không? Nãy bị mới giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. Cứ chút xíu. Rồi Thiên Ân kết thúc tại đây nha quý anh chị, hẹn gặp lại quý anh chị chương trình tiếp theo nha quý anh chị. Đóng máy rồi.